đề ô nhiễm môi trường nước trên thế giới hiện nay không chỉ xảy ra ở đới ôn hòa mà còn trên các đới nóng, đới lạnh, tức là bao trùm cả khắp các châu lục. Theo báo cáo ô nhiễm môi trường nước của UNEP, có tới 60% dòng sông của châu Á, Âu, Phi bị ô nhiễm sinh vật và ô nhiễm hữu cơ. Ở trong đó, biểu hiện ô nhiễm môi trường nước thường thấy nhất là nước có màu lạ, màu vàng, màu đen, màu đỏ. Mùi lạ là mùi tanh, hôi, thối, nồng nặc, mùi thơm thụm và xuất hiện váng, nổi bọt khí, có nhiều sinh vật sống trong môi trường nước bị chết, đúng không phóng viên Phương Anh? Vâng, biên tập viên Thảo Vy, tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam không chỉ xảy ra ở nông thôn, mà ô nhiễm môi trường nước ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận cũng rất nghiêm trọng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ô nhiễm nguồn nước, điển hình nhất là ở cụm công nghiệp, kênh. Bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phương Anh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Biên tập viên Phương Anh, tình trạng ô nhiễm nước ở kênh 19 tháng 5 đã có từ rất lâu, nhưng gần đây nó đã ảnh hưởng nhiều đến người dân xung quanh những vùng hồ kênh mang lại. Đoạn cuối kênh 19 tháng 5, giao với kênh Thâm Lương, rác thải tràn ngập khiến dòng sông bị ô nhiễm nặng. Các loại rác thải như thùng xốp, túi ni lông, quần áo, chai lọ, nhựa, gối, nệm, che phủ mặt nước một đoạn dài. Thêm vào đó, rác thải hữu cơ như hoa quả thối, thịt thối, nội tạng động vật từ khu vực trở phía trên cũng đổ xuống kênh khiến dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rác thải thì bủa vây, nhưng trớ trêu thay, bạn cấm đổ rác lại nằm trong một đống rác. Nhiều người dân than trời về ảnh hưởng cuộc sống. Hôi khô ngập, rác quá trời, người ta vứt quá trời rác. Rác nó vứt xuống dưới cây. Rồi rác nó đâu xuống đây nè, nó đạn lại cái rồi trời mưa thì nó bốc hồi lên, nó hồi dữ lắm. Là ở đây coi như tiết mưa là tiết nắng thì ít hồi, với tiết mưa cũng bò xuống là coi như con nít đồ gì là ảnh hưởng cơ, bao nhiêu hô hấp dữ lắm. Cái mùi hôi thối nó bốc lên rất là khó chịu. Nhất là mình nắng lên nào, qua cơn mưa là nắng lên là chịu không nổi. Thì ngồi đây phải bịt khẩu trang liên tục, ô nhiễm nặng. Ở trên làm sao cho dân được sạch sẽ, được không khí người được trong lành. Hàng ngày vẫn có những con người miệt mài gấp tranh cho dòng kênh như nạo hố ga, vớt rác trên con kênh. Nhưng dường như kênh vẫn ô nhiễm nặng nề. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường nước? Tất cả chúng ta có thể thay đổi những hoạt động nhỏ trong đời sống để bảo vệ nguồn nước, bao gồm việc không lãng phí nước sạch, quản lý nghiêm ngặt những hóa chất nguy hiểm, hay là ngăn chặn những hành động dẫn đến ô nhiễm môi trường nước như là tràn dầu, tràn chất thải ra khỏi sông, hồ, biển. Thậm chí trong sinh hoạt cũng cần uống những nguồn nước sạch để đảm bảo không mắc những các bệnh tả lỵ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hãy giảm thiểu việc sử dụng những chai nước nhựa không phân hủy được. Trọng hơn hết vẫn đến từ ý thức mỗi người, nên mỗi chúng ta hay cùng nhau tuyên truyền, cổ động mọi người bảo vệ môi trường nước để có thể bảo vệ môi trường sống, cũng như bảo vệ trái đất xinh đẹp nơi chúng ta đang sống. Vì phóng sự trên. Bây giờ chúng ta đến với tin tức giải trí. Sau thành công bộ phim Mai của đạo diễn Trấn Thành thì một xu hướng đã được lan truyền trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài diễn truyền của nhóm mình và xin chào tạm biệt.